Dạ, sư cho con hỏi, được làm thân người là khó, những loại súc sanh bò sát muốn được làm thân người thì lại càng khó. Vậy tại sao dân số loài người cứ ngày một tăng lên mà không giảm xuống? Có phải chăng cõi chư thiên hoặc cõi khác tái sanh làm người à? Như vậy dân số cõi chư thiên lại giảm xuống. Quý vị có bao giờ đếm là ở cái số loài côn trùng á, nó nhiều cỡ nào không? Chỉ riêng loài bọ cánh cứng không thôi, nó có dân số nhiều hơn dân số loài người. Chỉ riêng một loài bọ cánh cứng thôi, chứ đừng nói chi là loài ong, rồi loài bướm, rồi đó, rồi những cái con trùng, rồi con dế, rồi các thứ, con kiến đó. Quý vị có đếm không? Cái số lượng mà các cái loài mà bọ súc sanh á, nó nhiều gấp không biết là bao nhiêu lần loài người. Đó là chỉ tính trên cạn thôi nha, còn tính ở đại dương nữa. Những cái con ruốc á, quý vị biết là một cái bờ biển mà lúc mà nước lên nước xuống thì cái con ruốc đó nó đầy bờ biển. Quý vị có bao giờ quý vị đếm nổi nó bao nhiêu không? Mà con cá voi mỗi ngày ăn nó tính bằng tấn, những con ruốc ăn nó tính bằng tấn mà cũng không hết nổi, nó nhiều dữ thần lắm. Thì so với tụi nó thì dân số loài người của mình nó không là cái gì hết trơn á. Mà quý vị tính là bây giờ dân số loài người mình tăng thì tăng bao nhiêu dữ vậy? Nó không có bao nhiêu hết trơn á, so với các cái loài chúng sanh khác tăng không bao nhiêu hết. Tại sao quý vị lại nghĩ cái này chi cho nó phiền? Có thể giải thích đơn giản là do chúng sanh tạo phước, vào thời kỳ có Phật Pháp ra đời thì chúng sanh tạo phước nhiều hơn, nhờ như vậy có nhiều chúng sanh được sanh làm người hơn, chỉ đơn giản thế thôi. Thời kỳ nào có một vị chánh đẳng giác ra đời thì thời kỳ đó chư thiên và nhân loại số lượng được tăng trưởng.